Rồi, này là giò heo nha. Bữa nay mình ăn bún riêu. Người ta thường thường là ăn bún riêu cua đồng đó, bún riêu gì, bữa nay mình ăn bún riêu đặc biệt nha. Mình ăn bún riêu đặc biệt. Bún riêu giò heo nè. Nhưng mà cái món đặc biệt đó là món người ta cua đồng. Mình không nấu cua đồng. Tháng này không có mưa, bữa nay không có mưa, không có cua đồng, mình nấu món khác, giò heo. Nó này mấy cái dựng nữa nè, này quyết, quyết giò heo. Bữa nay không có mưa, mình ăn bún riêu. Người ta thường thường người ta nấu bún riêu cua đồng. Mình bữa nay không có mưa, không có cua đồng thì mình nấu bún riêu tôm khô nha. Thịt với chả với tôm khô, thịt chả tôm khô. Món lạ nha, mình nấu đặc biệt hơn. Người ta nấu cua đồng. Muốn giá ngò cà chanh miếng hành phi. Nè, hành phi, huyết heo, gà mình cắt nhỏ quá, giò heo, chả cua, cho dì cô cái dĩa đó đi con, cái hành phi, nào? Hành phi, củ cải, được cà, rau bây chanh, giờ con cho dì cô ba cái này là chả trái chanh nha, này. Con thịt lấy với chấm rồi tôm con khô. Rửa trái chanh giùm dì cô. Thịt với tôm khô, hai ba người mình làm trái, chả hai này trái là đi, hai chả trái cua đi đồng. rồi thiếu hả tính? Bữa nay không có mưa, không có mưa, không có cua đồng, mình làm chả bằng tôm khô. Món này đặc biệt hơn, mình chế biến qua tôm khô, không có cua, mình chế biến qua tôm khô. Nó hơi thiếu trứng. Cái xẻng nào? Cái cây xào á. Dễ hơn. Ủa, để thiếu mỡ. Kệ nó. Giò heo. Mấy cái móng heo. Thôi. Rau muống giá. Chanh. Rồi nước dùng. Người ta thì bỏ màu hết anh chứ. Ta bỏ màu hơi đỏ đỏ đó. Mình bỏ ít thôi, mình ở nhà ăn đâu cần bỏ màu. Người ta thường thường người ta bỏ màu vàng đỏ đỏ vậy đó, đỏ gạch tôm á vậy đó. Rồi mời cả nhà ăn bún riêu tôm khô. Đây, mì chanh. Bún riêu tôm khô nha. Không có cua đồng thì mình nấu tôm khô. Bữa nay không có mưa. Không có mưa thì thay vì người ta nấu cua đồng cũng ngon lắm. Mình không có tháng mưa, không có mưa, bữa nay không có mưa, không có cua đồng. Không có cua đồng thì mình trời nấu tôm khô bỏ, đi. Bột ngọt mình nhiều đổi quá chế biến rồi. Ăn không có ngon đâu. Đặt lắm. Rồi ăn đi. Thôi.
Chia bồi con, chia con mang. Thôi, thôi. Ủa, bà ăn rồi hả? Thôi. Rồi, mình ăn. Ôi, bà con ơi. Dì Trang ơi, là chết rồi con. Mùi xanh chỏ đi con. Thôi, cái thích tu đau quá. Mai dì cô đi rồi hả dì con? Rồi, ăn đi. Mốt. Mốt tối. Là ăn đi, nó nóng cho nó ngon. Ăn đi cho nó ngon.